Chào mừng toàn thể anh em, chào mừng anh em quay trở lại kênh của Văn Trực. Thì như đã hứa clip trước thì mình sẽ quay lại xem thử là nụ hoa ép sẽ có bị cháy hay không. Thì đầu clip mình xin gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến tất cả anh em và chúc anh em là chuẩn bị có những cây mai cực đẹp để ăn Tết 2021. Thì bây giờ mình sẽ quay cho anh em xem là kết quả của 48 tiếng, hiện giờ tới thời điểm này gần sắp 48 tiếng rồi nha anh em. Thì với phương pháp ủ như thế này thì mình xin chia sẻ thật anh em, đó là một phương pháp theo mình thì khá ổn định. Bởi vì đây là, đây anh em xem nha, mình không có che trên trời nha, không có dàn che đâu. Bởi vì là mình không có che thì mình vẫn chia sẻ anh em không che. Chứ còn nếu mình che mà mình chia sẻ anh em là ở tôi đâu có che, lỡ mày chết mai hoặc cháy nụ anh em thì anh em quay ra là cắn mình là coi như mình tan xương. Thì với hiện tại, thời điểm hiện giờ thì mình rất chi là cảm thấy rất là ok. Cái cách này quá ok anh em ơi. Thì tốt nhất là anh em nên sử dụng cái này. Và để chứng minh thì mình sẽ xem cho quay cho anh em xem chi tiết. Thì cái cây này mình lôi ra từ hồi sáng này anh em. Cây này là mình lôi ra từ hồi sáng nay, nghĩa là nó chỉ có 2 đêm 1 ngày. Vì lý do là nó đã bung xanh mà nó muốn hé vàng này anh em, thì mình phải bỏ ra chứ không thì mình sẽ bị nở sớm nha anh em. Thì mình bỏ ra cây này từ sáng. Và anh em cứ để ý kỹ, mình sẽ quay cho anh em xem cái nụ đây. Đây. Đây nha. Những cái nụ này thì đồng nghĩa việc là không bị cháy nụ nha anh em, không bị cháy nụ, cháy không bị cháy nụ và cũng không bị cháy cái búp hoa, nghĩa là anh em có thể ủ như vậy rất là ok. Bởi vì nếu mà cháy thì mình sẽ nói cháy, bởi vì cách này cũng là lần đầu tiên. Thì như mọi năm thì mình thường là tủ thế này vào ban ngày, à quên, vào ban đêm và châm điện. Đây anh em xem đấy là mình bóng điện rất nhiều trong đó nha, đó bóng điện rất nhiều đây. Thì mọi năm là mình có châm kiểu này và vào ban đêm, còn ban ngày thì mình sợ ánh nắng trực tiếp này nha, nó sẽ làm ảnh hưởng là hư cây, hư hoa. Vì vậy cho nên là mình không dám để ban ngày. Còn như năm nay thì mình chơi cú liều, thì anh em cũng biết là canh mình là chuyên gia là về cái vấn đề mà thử nghiệm với thí nghiệm không ạ. Thì đấy, sau 2 ngày, đây là đã đầu ngày thứ 2, thì cây nào kịp á thì mình bỏ ra, còn cây nào không kịp thì mình để thêm. Bởi vì nó tùy theo từng cây và từng khí hậu, từng vùng, từng miền. Có nhiều anh em hôm qua có hỏi mình, điện hỏi mình là thế mấy ngày thì mang ra. Thì mình xin nói anh em này, nó tùy khí hậu của anh em. Và anh em canh này cứ như thế này thì khoảng tầm là tầm là 6 ngày nữa thì nó nở. Ở trong này ngọt thở quá nhé. Trong này mình vuông này ngọt thở, nói không được. Anh em thông cảm. Thì nếu như anh em cảm thấy mà kịp thì bây giờ anh em là chuyển nó ra. Như cây đây thì mình đoán là khả năng là sẽ là sớm này, thì bây giờ là chiều nay mình sẽ cho ra. Thì tùy theo cái vấn đề là khi anh em bỏ vô thì nó có thể nói là ví dụ như nụ này mà anh em nhắm chưa kịp này, đây chưa kịp thì anh em để lại thêm 1-2 ngày, và khi nào mà anh em cảm thấy kịp thì mình chuyển cây ra. Đó là cái vấn đề tất nhiên rồi, bởi vì trong này cái lực áp suất nó rất là nóng anh em, nó nóng đến mức độ mà nó hầm hơi và nó nóng, nó tóm lại là trong này rất là nóng, cực nóng. Bởi vì lý do anh em cũng biết là trong cái bì bóng này đó, và trong một cái lồng như thế này thì anh em tưởng tượng là nước đọng này, tưởng tượng là nghĩa là ở trong này nó cực nóng. Vì vậy cho nên là nếu như anh em cảm thấy mà nụ mình đạt thì anh em chuyển ra. Và như cây đây thì hồi sáng nay mình nhắm là cái cây này nó nở không kịp, thì mình có ném nó vô từ sáng đến giờ là khoảng tầm là 8 tiếng. Thì mình để thêm một đêm nay là ngày mai mình sẽ mang ra. Chứ bây giờ nó đã mẹ bồng con rồi anh em, mẹ bồng con rồi thì rất có khả năng là sẽ nở sớm. Thì đây là tùy cách tính của từng anh em và từng khu vực. Ôi dồi, mình phải chui ra chứ trong này nắng nóng lắm anh em. Và như vậy thì
Thưa tất cả anh em, đây là một cách ủ khá chi là phổ biến. Lễ như nụ mà không bị gì, không bị cháy nụ. Thì đây, hiện tại là mình có cho anh xem là một lô cây mình ủ trong này. Thì nụ không cháy nhanh em, nụ hoàn toàn không bị cháy. Thì đồng nghĩa việc đây là cách ủ sẽ không làm cây bị suy. Thì cách này rất chi là hợp lý. Và mình khuyên anh em thì anh em nào mà các cây nào mà bị chậm thì lên làm cái dàn ủ giống như mình. Đây, dàn kín đây. Trên này không có lưới lan nha anh em. Cái lưới lan kia là không phải nha. Cái lưới lan kia là mình che cây mai khác nha. Không phải là sử dụng cho cái phương pháp ép này nha anh em nha. Và tóm lại thì mình cảm thấy cái cách ủ này cực kỳ là hiệu quả luôn. Mà trong khi lại không phải dùng phân, thuốc hay không phải dùng gì. Nếu như cái này mà sợ chậm nữa, anh chỉ cần phun 2 lần cho mình cái loại siêu kali hoặc siêu lần thì theo mình là chắc là nở luôn trong ngày mai. Bởi vì mức độ phát triển nụ ở trong cái bì bóng này nhanh hơn bình thường, nhanh hơn rất nhiều luôn nha anh em. Nhanh cực kỳ luôn. Hàng kia mới nhét hồi sáng giờ bung cái vỏ vàng luôn rồi nha. Đó. Thì nhưng mà cây đó thì là nó có một vài cái nụ vàng thì kệ nó, thì còn phía này thì là nó vẫn chưa đạt, thành thử mình để thêm. Và nếu như không đạt thì mình sẽ để thêm ngày mai là ngày 24. Thì ngày 25 là khách sẽ chở cây đi. Thì là chừng nào mà khách lấy đi ngày 25 làm sao mà nó ra được như thế này. Thì ở tại khu vực mình, anh em phải hiểu là cái khu vực mỗi nơi mỗi khác nha, đừng có tính giống nhau nha. Ví dụ nụ này của mình là khoảng 7 ngày nữa thì nó nở đúng không? Mình ví dụ, nhưng có khả năng là khu anh em thì chỉ khoảng tầm là 3 ngày nó nở thôi. Nhưng ở khu vực mà khí hậu lạnh thì nó đến 10 ngày nó mới nở. Vì vậy cho nên là anh em phải tính là cái khí hậu từng vùng miền, từng khu vực không thể nào mà cứ bao lô xua gồm giống nhau được nha anh em. Đây này, như cái nụ này, nụ cúc của mình này. Đây, anh em thấy giá vàng chưa? Thì cái nụ này ở chỗ mình hiện giờ khi sáng ra thời tiết, nếu không ép thì nhé, để không ngoài trời thôi, để bình thường thôi. Sáng ra là nhiệt độ khoảng tầm là 15 độ. Thì cái nụ này hôm nay là 23. Thì cái nụ này hôm 27 mới nở nha anh em. Ở khu mình 27 mới nở. Nếu như không ép, không làm bất kỳ cái gì, chỉ có tưới nước hàng ngày thôi, thì 27 mới nở. Thế anh em phải hiểu là cái khu vực mỗi nơi mỗi khác không thể nào mà áp dụng phương pháp giống nhau. Nhưng có một phương pháp giống nhau, đó là cái phương pháp chầm áo mưa này cho nở sớm này nha anh em. Thì mình đã thí nghiệm năm nay là năm đầu tiên mà mình cảm thấy rất là đạt. Vì lý do là không bị cháy nụ này. Thì nếu như không cháy nụ thì sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của cây nha anh em, không bị suy đâu. Bởi vì anh em cũng biết là mình là chuyên trồng mai rừng. Và cách mà lấy cái bì bóng chùm cái cây mai rừng này ấy, thì mình đã áp dụng đến cả đây, chùm như đây này. Đấy. Cách mà lấy cái bì bóng chùm cái này là mình đã áp dụng từ rất lâu rồi. Chính vì vậy cho nên là cái cây ở đâu có suy thì mình bỏ kia, cây không suy. Mới cả hai nữa là cái nụ này, cây này mình bỏ vô, mình chùm là sáng nay mình mang ra rồi. Thì do là nụ nó lớn anh em, nụ lớn thì mình phải bỏ ra thôi. Đây, đó, hồi sáng mình có quay cho anh em xem mặt hoa cái cây này, cái loại này này. Bây giờ nó màu vàng này, đó. Thì anh thử là mình sợ nở sớm thì mình bỏ ra thôi. Nó đơn giản thế thôi. Còn ví dụ anh em sợ nở muộn thì anh em bỏ vô tiếp. Nhưng cái nụ nó, mình muốn nói là nó không bị đen nụ này. Nó không bị đen chung quanh này, đây. Xanh lè hết nha anh em để ý nha, xanh hết nha. Này nha, có sao thì mình nói vậy thôi chứ mình có. Nếu như mà cháy nụ thì mình sẽ thông báo anh em là cháy nụ. Thì để anh em phòng chống đừng làm giống mình, còn đây là không cháy. Cho nên là anh em yên tâm nha. Và nếu như anh em nào mà đang bị muộn thì nhân cơ hội này vẫn kịp anh em, nếu cây ở nhà thì kịp. Còn cây của mình thì sẽ khó hơn anh em, bởi vì cây của mình là như cây đây á là ngày 1 là ngày 25 là khách họ chở. Đúng không? Ngày 25 khách họ chở thì lúc đó mình ép đâu có kịp cho người ta nữa, cho nên mình phải canh đúng ngày. Mình sẽ ép khổ hơn anh em nhiều, bởi vì anh em ví dụ chơi thì 25 anh em vẫn có thể có quyền là mang vô lồng để ép, hoặc 26 anh em vẫn mang vô lồng để ép được vô tư. Đấy, thành thử ra là cái cây của anh em nó sẽ dễ ép hơn cây của mình. Cây mình vì ngày 25 mình đã trả khách rồi. Và trong clip này thì mình cũng xin chia sẻ anh em thêm một vấn đề nữa, đó là những cây mai nào mà nở sớm thì sẽ áp dụng cái phương pháp giống như này mà mình đã sử dụng rất nhiều năm. Đó là anh em mang cây vô trong mát. Đây là những cây nào nở sớm nha, hãm cho nó chậm nở lại. Tức là như thế này. Ví dụ anh em nhắm là cây của mình là sẽ nở vào hôm 28. Chơi mai thì thời tiết là một phần, nhưng quan trọng kỹ thuật lại là một phần nữa. Anh em không thể bỏ lơ cho nguyên thời tiết đâu.
nó giết cây mai của mình được. Bởi vì chăm sóc cả một cây mai một năm rất là khổ, đến những ngày cuối cùng thì không thể để cho nó chặt được. Thì những cái ví dụ, cái này là nở sớm, mình ví dụ nhé, khu vực anh em là nở sớm, thì anh em có thể áp dụng phương pháp như sau. Phương pháp cực hay, không bị suy cây mà lại cực kỳ là đảm bảo cho anh em 99% luôn, đó là anh em mang cây vô trong mát, che bằng lưới lan như kia, và sau đó anh em chùm một cái bì bóng to hơn cái cây, miễn làm sao mà cái bì bóng đấy đừng có cạ vào cái bông, để gió đập vào cái bông là coi như là khỏi cần ép nha anh em, nó rụng hết đấy. Sau đó anh em mang một số lượng đá trẻ, à quên, mình cứ nhầm do mình thợ đá anh em thông cảm, mình thợ đá nên là mình hay nhầm, thợ đá trẻ ngày xưa, thì anh em bỏ đá, đá uống nước ấy, hoặc bất kỳ phương tiện gì ở phía dưới này, miễn làm mà anh em lấy cái bóng anh em chùm thẳng xuống nha. Đây là phương pháp này mình dùng mấy bao nhiêu năm rồi chứ không phải mới đâu, thì tiện clip này mình sẽ chia sẻ anh em luôn. Như còn cái kiểu phơi đây thì đây là lần đầu tiên anh em, hồi trước là mình chỉ có phơi, nhưng mà mình phơi xong rồi ban ngày mình dỡ ra, nhưng mà nó mất công quá, năm nay mình lục ra đi bỏ vậy luôn cho nó tiện. Thì anh em chùm kín tới dưới đây đúng không, sau đó anh em rải đá xuống đây, và có thể rải thêm một ít trên gốc, nhưng mà rải ít trên gốc thôi nha, rải nhiều trên gốc sẽ làm bộ rễ nó bị cái cục đá nó đớp trực tiếp vào rễ, thì sau này cây mai của anh em có khả năng thôi nha, có khả năng sẽ bị suy. Thì chính vì vậy cho nên là anh em làm sao á, chùm bì bóng xuống, thì khi che mát mà anh em bỏ đá uống nước nhiều chung quanh đây thì nhiệt độ cây mai, mình xin thông báo anh em này, nếu dưới 15 độ C thì hoa mai của anh em đáng lẽ là nụ này 10 ngày ví dụ, một tuần nữa nở, nhưng nếu mà dưới 15 độ C thì mình xin cam đoan với anh em nó là hai cỡ 15 ngày sau cái nụ này nó có chưa chắc nó đã bung được chưa chắc đã bung được cái ngày nha anh em, bởi vì cây mai mà dưới 15 độ nó đứng. Và đương nhiên là cái cách hãm kiểu này hoặc ép kiểu này, hãm kiểu này là phơi nắng ngày tưới nước 3 lần, ép cho nở sớm thì phơi nắng ngày tưới nước 3 lần thì chắc chắn anh em một điều, đó là cây mai của anh em chắc chắn sẽ nở ok. Và ngược lại cũng cách phương thức như thế này, nhưng sẽ che mát cho cây, che mát lưới lan. Ví dụ như anh em chơi 1-2 cây nhỏ nhỏ này, mình ví dụ không, thì anh em mua bì bóng lớn một tí, chùm hết xung quanh ở ngoài này, anh em rải đá xuống dưới, hạn chế rải trên gốc nha anh em, hạn chế rải gốc, bởi rải gốc sợ là nó lạnh ở bộ rễ. Thì thật ra thì mấy năm trước mình có rải trên gốc thì cũng không thấy ảnh hưởng gì nhiều, nhưng mà khi chia sẻ nó khác anh ạ. Chia sẻ thì mình phải chia sẻ cái gì chắc ăn nhất cho anh em, chứ mình không dám chia sẻ tầm bậy. Lỡ mai mà mình chia sẻ anh em mà bỏ đá nhiều quá trên chậu ấy, thì khả năng cây mai mà anh em mai mốt nó suy là anh em xử mình đẹp, cho nên là mình không dám. Thì mình xin phép anh em là anh em có thể bỏ trên này vài cục thôi, còn bỏ hết trên này, làm sao cho nhiệt độ trong này nó khoảng tầm dưới 15 độ C nha anh em. Thì mình cam đoan anh em là chẳng có cây mai nào mà nở hết ấy. Thành ra như vậy là chắc chắn sẽ kịp. Và lại không phải dùng bất kỳ một loại phân hay một loại thuốc nào để ép cây, vì vậy là qua riêng cây mai của anh em sẽ không bị suy. Đây là cái điểm chốt mình muốn nói anh em, đó là cây mai của anh em sẽ không bị suy. Và đặc biệt là hai phương pháp vừa rồi mình vừa chia sẻ anh em rất hiệu quả, cực kỳ hiệu quả trên cây mai vàng. Cây mai vàng chơi mai đã khó, ép hoa mai càng khó hơn, nhưng không thể để dựa theo cái thời tiết được anh em. Anh em ta phải nên chủ động nắm rõ được cái vấn đề, đó là cây mai mà nếu như mà nó nóng, khí hậu nó nóng, ở trong này khí hậu nó nóng này, thì nó sẽ nở sớm. Và ngược lại khí hậu trong này nó lạnh thì nó sẽ bị đóng băng và nó sẽ nở muộn. Và clip của mình đến đây cũng xin phép tạm dừng. Chúc tất cả anh em là có những cây mai vừa ý hợp ý nha. Và hy vọng clip này mang lại một chút gì đó ý nghĩa cho anh em để giải quyết những cái vấn đề mà khúc mắc trên cây mai vàng. Và sau clip này, 1-2 clip nữa, mình sẽ ra một clip, đó là bón cái loại phân gì để cho hoa mai của anh em khi bung nó thẳng cánh hơn, là 1. 2 nữa là nó không bị nhăn cánh. 3 nữa là tạo mùi hương thơm ở trên hoa mai. Cây hoa mai anh em đừng có nghĩ là cứ để yên như vậy là nó thơm. Tùy theo từng loại giống và độ thơm nhiều hay ít là còn do mình sử dụng phân, thuốc. Thì thật ra thì tóm lại là một cây mai nở hoa đẹp, rồi nhiều hoa, nhưng mà mùi thơm không đủ, không có, thì cũng là cây hoa chưa đạt chuẩn nha anh em. Và muốn để có đạt chuẩn thì mời anh em xem dõi mình trong vào khoảng tầm ngày 26, nếu mình không bận, một là ngày 25 hoặc ngày 26, mình sẽ ra một clip để giúp anh em tạo ra cái cánh hoa nó thẳng hơn.
là một, hai nữa là sẽ làm cho hoa mai nở khi có đó nó có mùi thơm. Bởi vì trên thực tế bây giờ anh em phun thuốc vẫn chưa có tác dụng nó không có mạnh bằng giáp ngày. Khi bắt đầu nở nó giống như người ta mà trồng ổi á, thì người ta cho kali nhiều để cho nó ngọt. Còn cũng giống như mấy anh em mà trồng ớt ăn thì người ta bón phân gà để cho quả ớt nó cay, phân gà sáp ấy, cho quả ớt nó cay. Đó là những cái vấn đề mà từ ngày xa xưa ông bà ta đã có nha anh em. Và clip mình xin dừng tại đây. Anh em coi hay thì cho mình xin một like ủng hộ tinh thần mình để mình có tinh thần làm thêm những clip mới hơn, mẻ hơn và hay hơn cho anh em. Và tất nhiên là trong cái những clip hay, ắt đôi lúc sẽ có những cái clip cực kỳ dở. Cảm ơn tất cả anh em quan tâm theo dõi clip của mình.